hoa rơi chất thành sự bạc bẽ ni phàm trần. Bay theo gióng chẳng để lại dấu vết. Xin mượn thời gian một giọt mực, viết lại chuyện ta và người. Chia ngọt sẻ bùi cùng rong ruổi đất trời. Máu nhuộm thấm, số phận đan xen, nhân quả khó gỡ. Tạo thành duyên cớ gặp gỡ trong thời loạn. Kề vai sánh bước vượt qua gian khó. Tìm lại những ly hợp. Binh đao lác đác, trăng sáng soi thành cổ. Ta nguyện dốc một thân gan dạ. Thiết mã chiến ca hướng tới mây trời. Chỉ vì một câu không hối hận. Trận sinh tử không phá không về. Mặt tháng năm trôi vật đổi sao dời. Núi sông có tận cùng người cũng không chia ly. Băng qua khói lửa lại bầu bạn cùng người. Lưu Thủy Điều Điều chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiêu Lâu. Tập 10. Khởi bẩm bệ hạ, nếu lần này không có Bùi Hầu thì Đằng Mổ đã chết dưới tay Bận Thích Khách đó rồi. Bùi Hầu, ta kính ngài một ly, đều nhờ phúc của bệ hạ cả. Bùi Hầu cũng chỉ làm hết khả năng của mình thôi. Hôm nay có thể thuận lợi cứu được thần nước Quý, đó là điềm lành. Đợi khi hiệp ước được chính thức ký kết, trẫm sẽ tổ chức một lễ hội du thuyền long trọng tận sông Thanh Huy. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Bùi Diễm, việc ký kết hiệp ước Gia cho ngươi toàn quyền phụ trách rõ. Tam Lang, tai của Khanh thế nào rồi? Bệ hạ, người đừng giễu cợt thần nữa. Hôm nay thần suýt bị bà lão đó đứt nửa cái tai, thật mất mặt vô cùng. Đều tại Bùi Diễm sơ suất, đã để kẻ gian làm Tam Lang bị thương. Bùi Diễm tự phạt ba ly. Thiếu quân à, đừng trách ta nổi nóng, tự ý xử lý bọn họ khi chưa hỏi ý ngài. Bị lật thuyền trong mương rồi chứ gì. Đừng chịu đựng nữa, uống thêm mấy ly đi. Hôm nay là ngày đáng để vui mừng đấy. Bệ hạ nói đúng lắm. Những lúc thế này thì nên uống rượu, múa kiếm. Hiếm khi mới có ngày vui như hôm nay. Vệ Mổ xin phép bêu xấu nhé. Gió lạnh lẽo thổi khắp toàn thành. Chim cu hót rằng chi bằng trở lại. Nơi xa xăm không thấy nhà, đường khó đi. Nỗi buồn như cát vàng chất từng lớp. Mưa rả rích như đang khóc đang kể. Những con ngỗng lạc đàn không trốn về.
uống rượu cùng trăng, trang chứa ưu sầu. Chưa qua ba lượt rượu mà đã say khướt. Mỗi ngày đến đêm về đều mang theo nỗi nhớ vô hạn của ta, hóa thành sao khắp trời. Cố hương nơi xa xôi, người có nhìn thấy không? Những giọt nước mắt lấp lánh vì người. Tìm lại trong giấc mơ, cảnh tượng không thể xóa nhòa. Phồn hoa chỉ trong nháy mắt. Chiếc lá không gốc rơi rụng xoay vòng, lang thang trôi dạt trong ký ức. Nơi mặt trăng đi ngủ, chắc chắn là lối về nhà. Mỗi lần nhìn về phía chân trời, nỗi cô đơn khi tròn khi khuyết như hồi ức lại hiện về. Cố hương nơi xa xôi, người có nhìn thấy không? Vầng trăng ấy vẫn sáng trong như vậy. Chúc mừng hầu gia, dạo này ngài có khỏe mọi không? Việc trong nhà vẫn tốt cả chứ? Đa tạ Lương đại nhân đã quan tâm. Đi thôi. Lão Hà, Hà Thẩm, A Tuấn, Quế Tuyền, A Kính, Duyên Tân, Triệu Vụn Y, A Tuấn, A Dương, Thanh Phách. Đại nhân, đây là di vật của hạ mà thuộc hạ nhặt được ở hiện trường. Lão Hà, Hà Thẩm, đều là lỗi của thuộc hạ, đáng lẽ hôm nay phải đưa được Hà Thẩm về bằng mọi giá. Bà ấy làm đúng, ngươi cũng làm đúng. Đứng dậy đi. Đại nhân à, thằng giặc đằng được cứu về, liệu hắn có gây rối khai ra chúng ta không? Sẽ không đâu. Hắn không muốn để người khác biết hắn chính là Vương Thế Thuyên. Nếu sớm biết vậy, thì khi xưa nên để Hạ Thúc và Hạ Thẩm quách hắn luôn. Đại nhân, ngài đừng buồn nữa. Hạ Thúc và Hạ Thẩm hy sinh vì đại nghĩa, bọn họ sẽ hiểu cho ngài. Đều tại con ranh đó. Nếu không phải cô ta nhiều lần gây rối, thì chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này. Đại nhân, để thuộc hạ đi giết cô ta đi. Hầu gia, hầu gia, khiến mẫu thân lo lắng rồi. Nhi tử đáng chết vạn lần. Không sao là được. Đứng lên đi, tạ mẫu thân. Nào,
đã xử lý xong hết mọi chuyện chưa? Nhi tử đã cứu được Đằng Thụy, bệ hạ vô cùng vui mừng, ra lệnh cho con tiếp tục phụ trách ký hết hòa đàm. Nhưng con phải nhớ kỹ học lần này đấy, nếu không phải con sơ sẩy thì cũng đâu đến bản nổi thân rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế. Vâng. Ngoài ra, giờ con đang có hơi nhiều điểm yếu đấy. Vâng. Là do nhi tử làm chưa tốt. Trời đã tối rồi, ta cũng mệt mỏi. Con còn nhiều việc quan trọng phải làm. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi. An đại ca, An đại ca, ta nói cho huynh lần nghe, này ta ăn đủ đau khổ. Lần này may có Hứa Tuyển không sao, nhờ hầu gia anh minh. Hôm nay mọi người đều bị kinh sợ rồi. Về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Hầu gia đã bận mấy ngày liên tục. Ngài không về phòng nghỉ ngơi à? Không sao, ta đến thư phòng trước đã. Hầu gia à, để ta đi với ngài nhé. Được. Đây là món mà cô nấu cho ta à? Xin lỗi nhé, đã phụ lòng tốt của cô rồi. Chắc vẫn hút được. Hầu gia, món này đã lạnh rồi, không hút được đâu, để ta mang đi đổ. Tiểu Từ à, ta có chuyện muốn hỏi cô. Có phải cô đang trách ta vì đã khiến cặp vợ chồng già đuối thảm không? Xin lỗi, ta có trách nhiệm trên vai. Với tình hình lúc đó, ta không thể ra tay cứu được. Trong lòng hầu gia, có phải tìm ra tên thích khách đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ không? Đúng vậy. Ta ra ngoài trước. Tiểu Từ, hầu gia, hầu gia, Giang cô nương sao thế nhỉ? Không sao. Phải rồi, hôm đó Tiểu Từ và Vệ Chiêu đến đại lao thăm ngươi. Vệ Chiêu, có gì dị thường không? Không có, mọi thứ đều bình thường ngày cả. Ngày phong tỏa phủ, Vệ chỉ huy sứ cũng nhắc nhẫn thuộc hạ nhiều. Nếu ngài ấy thật sự tên thì ngài ấy đó đã có rất cơ nhiều cơ hội trong suốt quá trình. Nhưng ngài ấy đều không làm thế. Hôm nay, nhìn thái độ của những tên và sự lạnh nhạt của Vệ chỉ huy sứ, trong ngài ấy không giống lĩnh của họ lắm. Đã xác minh được danh tính của hai người trẻ tuổi Đằng Thụy chưa? Bọn họ là tùy tùng của Cà đại công tử nhà Lư Công. Vì vậy, hôm đó bọn họ mới có thử người qua cửa sau của Lư phủ và cố tình để An Trường thấy. Ta phải xin chỉ dụ từ Lư Hoàng thượng. Lư Công câu kết giết người của Nguyệt Lạc ư? Chỉ e là gián điệp của Nguyệt Lạc đã âm thầm xâm nhập các phủ đệ từ lâu. Tử Minh, ngươi thấy thế nào? Thế Đằng Thụy có tiết lộ thông tin gì kẻ bắt cóc không? Dường như Đằng Thụy có điều giấu giếm, không chịu nói gì cả. Nhưng nếu Đằng Thụy đã được cứu về thì việc hòa đàm vẫn phải tạm tiếp tục. Thời bệ hạ cũng chưa định điều tra sâu hơn. Việc hòa đàm hiện giờ đang ở tình thế thuận lợi nhất, chắc bệ hạ cũng không muốn mẫu thân đẻ cành con. Vậy cứ thế bỏ qua cho đám người Nguyệt Lạc trước đó sao? Chưa có chứng cứ. Nếu ta cứ cố chấp điều thì tra thì e là sẽ mất lòng hoàng thượng. Sắp tới các ngươi phải cẩn phải thận đảm hơn nữa. Việc hòa đàm diễn ra suôn sẻ, không được để xảy ra sai sót nào nữa. Còn về vụ của Đằng Thụy,
chắc phải suy tính kỹ lưỡng hơn. Rõ. Hứa Tuyển, ngươi cũng mau chóng quay về đi, không được rêu rao, để tránh người khác lợi dụng việc này. Thuộc hạ đã rõ. Tử Minh, trong thời gian ta không ở nhà, nhờ ngươi để mắt hơn nhé. Hầu gia khách sáo rồi, chỉ là tiểu từ. Tiểu từ làm sao? Đối với cô ấy, tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là tai bay vạ gió. Lần này cô ấy không sao, là nhờ may mắn. Nhưng nếu lần sau lại xảy ra tình huống như vậy, thì ai bảo vệ cô ấy đây? Tử Minh, ngươi không tin ta à? Hầu gia, ai có chí nấy. Có người muốn quyền cao chức trọng, nhưng cũng có người muốn vào giang hồ này. Để sau bàn tiếp. Gần đây các ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Vâng. Vệ Chiêu, A Ly của Nguyệt Lạc, Lý Đình Diệp, Ung Hoán Chương. Không ngờ cuộc tranh đấu này lại kết thúc bằng việc hai bên cùng bị thương. Mong là không phải cô. Hầu gia tận tay mở thư. Thật ra ta đã nhận ra thân phận của kẻ đeo mặt nạ bạc, chính là Vệ Chiêu, chỉ huy sứ Quang Minh vệ trong triều. Trước đây hắn đe dọa ta bằng đủ cách, ta bị ép đến nguy hiểm nên không dám tiết lộ. Đồng thời cũng vì không có bằng chứng, mà hiện tại ta có cứ có thể chứng minh. Đây là ám dạ U Lan, chỉ cần dẫm lên sẽ có dấu vết. Trước kia ta đãng kế khiến hắn dẫm lên. Hầu gia điều tra sẽ rõ. Giang Từ, tìm ta có chuyện gì? Ta nhìn rồi, quanh đây không có ai. Ngươi có đói không? Ta có nấu cháo bất khổ. Ngươi nếm thử đi. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Mấy năm trước, ta có nuôi một con mèo. Ta cực kỳ thích nó. Nó là bằng hữu tốt nhất của ta. Ngày nào ta cũng ở cạnh nó. Nhưng về sau nó bị nhiễm bệnh dịch, đại phu trong thôn không cứu nổi nó. Ta liền leo khắp núi tìm thảo dược cho nó. Nhưng sư phụ ta vẫn nói ta không cứu nổi nó. Khi đó ta rất buồn, khóc mấy ngày trời. Nhưng đợi khi tắt xong, gây chuyện xong, đi thăm nó, thì nó ngày một yếu đi. Lúc đó ta nhìn mắt nó, như thể biết nó muốn nói gì với ta. Sau đó ta đành đi cầu xin sư phụ để nó ra đi không đau đớn. Cô gọi ta tới chỉ để nói với ta mấy lời nhảm nhí này. Ta hiểu cảm giác tận tay đưa tiễn người thân cận nhất, ta đều hiểu cả. Vậy sao? Cô cũng hiểu cảm giác tận tay hại chết họ. Hiểu cảm giác nhìn từng người bên cạnh bỏ cô mà đi, còn bản thân thì bất lực.
không những không bảo vệ được họ, mà còn mượn mạng sống của họ để bảo vệ chính mình sao? Đó không phải lỗi của ngươi, không phải lỗi của ta. Vậy là lỗi của ai? Là cô sao? Đúng, là cô. Nếu không phải tại cô thì ta đã sớm tiễn Đằng Thụy khỏi Khánh Khang rồi. Giờ A Chính, A Tuấn hẳn đang uống rượu trò chuyện vui vẻ. Cả Hạ Thúc, Hạ Thẩm nữa. Ta còn hứa với họ sẽ trả thù giúp A Lan. Tại cô, kẻ đầu sỏ tội ác. Ta nên giết cô ngay từ lúc gặp cô lần đầu rồi. Tại ta cho mình là đúng. Ta tưởng có thể lợi dụng Cổ Hãm Chân Bùi Diễm, nhưng cuối cùng lại làm hại họ. Còn ta lại sống yên ổn. Đều là lỗi của ta. Tại sao ta lại không giết cô chứ? Tại sao? Ta lớn lên ở vùng núi. Đối với ta mà nói, ưu phiền lớn nhất là sư phụ không cho ta xuống núi chơi. Ta cũng không biết gian này có khó khăn như nào, nhưng lần này ta xuống núi, thậm chí là gặp cảnh sinh ly tử biệt. Ngươi ba lần làm hại tính mạng ta, ta vốn nên hận ngươi tới tận xương tủy. Nhưng tối nay ta về, đã đốt bức thư đó rồi. Ta cũng không biết tại sao, nhưng ta nhớ ánh mắt của Hạ Thẩm khi chết, khiến ta nhớ tới con mèo nhỏ của ta. Ta không biết ngươi phải Tiêu Vô Hà không, cũng không biết ngươi có phải người Nguyệt Lạc không, nhưng ta biết cái chết của họ là để ngươi bước tiếp. Thậm chí ta chuyện ngươi làm là đúng hay sai, nhưng ta nghĩ biết bao người đãi ngươi mà hỗ trợ cho ngươi, thậm chí là hy sinh cả mạng sống của họ. Vậy những việc ngươi làm dù sao vẫn có ý nghĩa, cho nên ta không cản ngươi, cho dù là vì những người đã chết kia. Cháu của cô kém xa so với cháu bất khổ thực sự. Ta biết, bởi vì không có Hoa Linh Cửu. Ai cũng có chí hướng riêng. Có người làm quan trong triều đình, có người lại hướng tới ni xa xôi trong giang hồ. Chỉ có Tiểu Từ, mọi việc xảy ra trước mắt với cô ấy mà nói như tai bay vạ gió. Nếu lần sau lại gặp trường hợp tương tự thì ai bảo vệ cô ấy? Hầu gia, Tiểu Từ đâu? Cô ấy nói không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng. Sao? Không khỏe à? Bụng dạ khó chịu. Vậy về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Sắp ký hòa ước với nước Quý rồi, lúc này sức khỏe con không thể có vấn đề được. Vâng.
Khánh Khang, Lương Châu, doanh trại quân đội Trấn Viễn, Lương Châu, Đại Lương. Quỳ xuống chủ công, nô tài trong Phủng Khang đều đã đưa tới. Lư Du, đại tướng Trấn Viễn quân, ta đại cho các ngươi đồ ăn thức uống ngon, là để các ngươi ở Khánh Khang hầu hạ Đại Lang. Thế mà các ngươi lại học hiến cây táo rào cây sung. Chủ công, trong phủ mấy ngày nay quả thật đều bình thường, chúng nô tài không biết gì cả. Ngươi tưởng ta không ở Khánh Khang thì mắt mù tai điếc hết sao? Nếu bình thường, sao Trường Phong vệ canh chừng phủ ta? Tại sao lại âm thầm chịu đựng như thế ở trên điện được? Giết! Rõ! Chủ công xin tha mạng. Chủ công, nếu có người có ý định gài gián điệp vào phủ, đám thuộc hạ này cũng chưa chắc đã biết. Nếu không biết rõ thì giữ lại cũng không ích gì. Lôi ra ngoài. Thường Vương Sĩ Trấn Vị là Trường Trinh Lương Châu. Chủ công xin tha mạng. Đứng dậy. Chủ công xin tha mạng. Chủ công. Chủ công xin tha mạng. Chủ công, thần đã cử người điều tra hết một loạt người trong phủ, nhưng người bên cạnh đại công tử Trường Trinh, ngươi biết, cả đời bổn công đội trời đạp đất, nhưng người ta hổ thẹn nhất chính là Đại Lang của ta. Đại Lang ốm yếu nhiều bệnh, mà ta lại không để nó ở cạnh ta chăm sóc cho tốt. Chủ công, có chuyện gì? Trương Chi Thành, thống lĩnh Trấn Nam Linh Hoàng năm nay là tập hợp lĩ người tới hỏi hay là tách lô gửi đường mọi năm? Nay có biết bao cặp mắt đang nhòm nhó chúng ta. Sự cân bằng giữa ta và hoàng đế sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Mọi thứ không thể chậm trễ. A Liễu, Lương Châu, Bột Trấn Viễn cấp báo cho đối phương tập trung đóng hàng vận chuyển bằng tốc độ nhanh nhất tới Lương Châu. Rõ. Đại nhân, Tứ Tiên Sinh gửi mật thư tới. Nhiều năm nay Tứ Tiên Sinh ẩn nấp trong Lư Doanh, sẽ không dễ gửi mật thư. Gửi thiếu chủ mà do cung khí Nam Liễn bí mật rèn phải do triều đình phát. Gửi thiếu chủ quân khí mà Trấn Viễn cũng dụng không phải do triều đình phát. Cục đúc Nam Linh lại bí mật đúc binh khí cho Lư Du. Nam Linh chẳng phải bàn của Bùi Thị sao? Sao Lư Du lại cấu kết cùng Bùi Thị chứ? Vả lại, sao ông ta lại muốn bí mật đúc binh khí? Chẳng lẽ ông ta muốn tạo phản thật sao? Gửi thư lại cho Tứ Tiên Sinh xem động tĩnh của Lư Du. Còn nữa, cử mấy người đáng tin, cử họ tới bên sông Thanh Huy, chuẩn bị tốt mọi thứ. Vào ngày hai nước ký kết hòa ước. Hiệp ước hòa bình với nước Quý cuối cùng đã được ký kết. Bệ hạ, Đại Lương ta nhất định trường tồn mãi mãi. Sao ca không nói gì? Thần cảm thấy vô vị. Một ngày tốt như vậy, dân gian hẳn sẽ tung hô bệ hạ vạn tuế. Nếu thần là bệ hạ, thần nhất định sẽ ẩn nấp trong đám người để nghe những lời tốt đẹp của bách tính. Những lời nịnh hót như một này, chưa nghe đủ sao? Đâu giống nhau được. Bình thường bệ hạ trên triều nghe những người nọa vua thì gọi là nịnh hót, nhưng bách tính không biết nịnh hót,
ai tốt với họ, trong lòng họ tôn kính ai thì không thể nào làm giả được. Thật sao? Thật. Bệ hạ, lúc ra ngoài đã nói như nào rồi? Rõ. Lang chủ, tiểu nhân nhớ rồi. Ý kiến của ngươi cũng được. Ra ngoài đi dạo, lòng dạ thư thái hơn nhiều. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Nào, tránh đường. Tráng sĩ thất lễ rồi. Có việc xin hỏi tráng sĩ. Sao mọi người đều chạy ra bờ sông việc vậy? Này mà ngươi không biết đương sao? Đương nhiên là đi xem kiếm đỉnh hầu rồi. Hôm nay không phải thái tử điện hạ thay dự mặt lễ hạ thuyền sao? Phải, đúng vậy. Nhưng lần hòa đàm này thành công là nhờ công lao của kiếm đỉnh huyền được công lao của ngài ấy rất là to lớn. Lời này không đúng. Nếu không có bệ làm hạ gì có ngày tốt lành người dân chúng ta. Ngươi nói xong chưa? Ta còn phải đi xem kiếm đỉnh hầu nữa. Đợi ta với. Lang chủ, đi, chúng ta cũng đi xem nào. Đằng công, mời, mời. Kiếm đỉnh hầu, kiếm đỉnh hầu. Hầu gia, kiếm đỉnh hầu. Xưa có Phan An ném quả đầy xe, nay đại lương ta chẳng kém cạnh, có Bùi Hầu ném hương đầy thuyền. Điện hạ nói đùa rồi. Kiếm đỉnh hầu. Kiếm đỉnh hầu. Kiếm đỉnh hầu, ở đây. Kiếm đỉnh hầu, hầu gia. Lang chủ, dân chúng không hiểu, người đừng để tâm. Chẳng phải Khanh từng nói à, họ kính trọng ai trong lòng thì sẽ gọi tên người đó sao? Thần chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Kiếm đỉnh hầu, kiếm đỉnh hầu. Xem ra, Bùi Diễm được phong tướng là ý nguyện của mọi người. Bùi Diễm giỏi nhất trong việc phản công ở thế tuyệt vọng. Vụ điều tra lần này cũng vậy, mọi người đều cho rằng ngài ấy rơi vào bước đường cùng, nhưng ngài ấy lại tìm ra lối thoát, trong tình huống bất khả thi, chuyển bại thành thắng. Bùi Diễm nói, Hứa Tuyến phải sạt lở ở núi Hồng Phong, làm mất con hoẳng. Vâng. Thời gian trước quả thật có mưa, núi Hồng Phong bị sạt lở. Khanh đi đến các trạm dịch dọc đường, điều tra sổ sách ghi chép lưu trú và đổi ngựa của đoàn Hứa Tuyến. Vâng. Về cung. Cha nuôi, Triệu Ngũ. Đào tổng quản, vệ mổ cũng xin cáo từ. Được. Giang Viễn bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Vệ chỉ huy sứ không nhớ sao? Đây là Giang Viễn, cùng vào cung một đợt với ngài.
Đại nhân người cao quý không nhớ tiểu nhẫn là chuyện bình thường. Tiễn chỉ huy sứ. Vệ triều người tâm phục hiện giờ của bệ hạ, Giang Viễn, nội đình ti, nhi đại lương, chỉ là con gái vệ tâm đạo cõi hư người khác của hắn. Việc làm thế nào rồi? Nhi tử bất tài vẫn chưa tìm ra. Truyền tin về Triệu Ngũ vào cung. Giang Viễn, dù con có ghét vệ chiêu đến đâu, con chỉ có thể thay thế hắn. Khi con làm tốt công việc, đa tạ cha nuôi dạy dỗ, nhi tử nhất định sẽ hết lòng báo đáp. Con có hiếu là tốt, nhưng nhớ kỹ, bệ hạ ghét nhất là kẻ hai lòng. Tương lai, dù trong lòng con có ai hay không có ai, mặt bệ hạ đều phải giấu kín. Vâng. Đi thôi. Đi điều tra tên Giang Viễn bên cạnh Đào Tử Trúc. Vâng. Vân Thủy Thiền Tâm. Phu nhân, đã tra ra Lý Duyệt Hạ đến phủ đêm đó chưa? Nô tỳ đã dò la. Nội đình ti đang bí mật điều tra. Nội thị trực ban chân vụ Tề Vương bị bắt Triệu khóc Ngũ năm xưa. Triệu Ngũ, hắn không phải đã chết từ lâu rồi sao? Triệu Ngũ đã chết, nhưng hắn có một nhi tử vẫn luôn ở Nam Linh. Ta không ngờ Nam Linh còn giấu một người như vậy. Nhất định phải tra rõ chuyện này. Vâng. Nhi tử thỉnh an mẫu thân. Bệ hạ muốn trọng dụng con là vì con còn trẻ, rèn luyện chính sự vài năm, tương lai giữ lại cho thái tử. Nhưng giờ đần chúng chỉ biết kiếm đỉnh hầu mà không biết thái tử. Con bảo bệ hạ sao không lo lắng về hậu sự? Nhi tử chưa từng có ý nghĩ đó. Hôm nay tiếng hô của dân chúng lớn như vậy, con bảo bệ hạ làm sao tha cho con? Năm đó cha của Bùi Diễm chết trận, các chi của nhà họ vị trí gia chủ ầm ĩ. Trẫm sợ Bối Diêm bị tổn thương nên đón hắn vào cung nuôi dưỡng. Lão nô nhớ, lúc đó Bùi Hầu mới 7-8 tuổi, nhưng đã xuất chúng rồi. Tuy còn nhỏ, nhưng nhi tử của trổng không bằng hắn. Quả nhiên, lớn lên không phụ lòng mong đợi, chấn hưng trường phong vệ, lập nhiều chiến công. Giờ đây, lại được lòng dân. Bệ hạ, ơn của ngài đối với Bùi Diệt Thể nói là sâu như biển. Chỉ sợ dù ơn lớn đến đổng không thể nuôi dưỡng tình thân. Nếu không Nam Linh, làm sao giấu được nhiều bí mật như vậy? Tiếp tục tra. Không thể bỏ qua kỳ dấu vết nào ở Nam Linh. Vâng. Còn nữa, bảo vệ chiêu đi điều tra nội tình Trường Phong vệ. Vâng. Tỉnh thất. An đại ca, ăn nhanh đi. Ở đâu ra vậy? Dân chúng ném lên thuyền cho hầu gia đó. Sao huynh không ăn? Ta còn cố đĩa dành miếng to nhất cho huynh nữa. Cả ngày chỉ biết ăn. Lúc luyện công đâu thấy chăm chỉ thế. Sau này làm sao chia bớt nỗi lo an với đại gia. Huynh còn lắm lời hơn cả mẫu thân ta. Vân Thủy Thiền Tâm, đến nước này có vài chuyện cũng nên nói cho con biết. Con có biết năm qua bệ hạ luôn đè nén con, đè nén Bùi thị là vì sao không? Xin mẫu thân chỉ điểm. Vì vụ án Tề Vương, năm đó bệ hạ ra lệnh cho cha con truy đuổi tỷ muội, nhưng lại để họ thoát. Mẫu thân nói là đôi thích khách nước quý 20 năm trước. Sau đó dù cha công cốc gắng tự chứng minh trong sạch, nhưng bệ hạ chưa bao giờ thực sự tin tưởng Bùi thị.
Diễm Nhi. Chỉ có tìm được tỷ muội Yến Thị mới có thể hoàn toàn xóa bỏ sự nghi kỵ của bệ hạ đối với Bùi Thị. Nhi tử tuân mệnh, Tĩnh Thất. Hầu gia, phu nhân, trách phạt ngài rồi. Hầu gia của chúng ta nay vinh quang sao như vậy, phu nhân lại trách phạt? Các ngươi mau đi tra hai người thích khách nước quý năm xưa, tỷ muội Yến Thị, nhất định phải tìm ra họ. Vâng. Yên Nhi, đây là ít lộ phí, xin tỷ tỷ nhận lấy. Không thể được. Chuyện của Triệu Ngũ, muội đã liều mạng giúp tỷ, sao có thể lại nhận lộ phí của tỷ muội đi đảo dụ châu đường xá xa xôi, mang theo ít bạc bên mình, muội mới yên tâm. Tỷ tỷ bảo trọng. Yên Nhi, đi cùng tỷ đi. Nếu muội đi rồi, sẽ không ai có cho thể những tỷ muội đáng thương trong lầu. Đi đi. Bảo trọng. Phủ nha. Bình thúc tận mắt thấy Đằng theo đoàn sứ giả rời Khánh Khang, liền về Nguyệt Lạc thu xếp. Phái thám tử nước tiếp tục theo dõi Đằng Thụy. Hắn nợ Hạ Thúc và Hạ Thẩm, ta nhất định phải đòi lại từ hắn. Kế này của đại nhân không chỉ khiến bệ hạ kỵ Bùi Diễm sâu hơn, mà còn có thể danh chính theo dõi mọi hành động của hắn, quả là cao tay. Có tin tức gì về tỷ muội Yến Thị không? Thuộc hạ đã phái người tìm kiếm khắp nơi trân lãnh thổ lương, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Cứ thế này, thật không biết khi nào mới tìm được. Ẩn náu 20 năm, muốn tìm ra, quả thật không dễ dàng. Hôm nay tiếng hô của dân chúng như vậy, con bảo bệ hạ làm sao tha cho con. Sổ sách ghi chép lưu trú và đổi ngựa dọc đường của đoàn Hứa Tuyến lên kinh, con có thể tìm người dọn dẹp sạch sẽ. Hôm trước đã phái người đi rồi à? Hôm trước sao không lập tức bịt kín sơ hở này? Sau khi cứu Đằng Thụy, ta đã nói với con nhiều lần, đám người này không đến lúc sống còn, tuyệt đối không được dùng. Dùng thì cũng thôi đi, dù sao vụ Đằng Thụy liên quan đến việc có thể vào triều làm tướng không, nên con nhờ thái tử gửi tin. Ta liền đồng ý yêu cầu của con. Nhưng sao con hành sự chậm chạp như vậy? Nếu để bệ hạ nhìn ra, liệu ngài có nghĩ nhà họ Bùi giấu một đội quân lớn như vậy Khánh Khang có ý đồ gì không? Là nhi tử sơ suất, xin mẫu thân trách phạt. Là sơ suất, hay là chỉ một lòng nghĩ đến đưa thuốc cho con nha đầu đó? Mẫu thân, không phải vậy. Đối với nhi tử, cô ta chỉ là quân cờ có thể lợi dụng. Lời này có thật không? Nhi tử tuyệt đối không dám lừa dối mẫu thân. Con hiểu rõ trong lòng, ta giữ hay không giữ cô ta đều do con. Vâng. Hầu gia,
Ngài tìm ta có việc gì sao? Ta dẫn cô đi một nơi. Nhặt một hạt hồng đậu rơi một đoạn tương tư. Trong trái tim hoa nở vào trần duyên, tình sâu khó lùi bước. Mãi yêu thương nhau. Cất một đuôi diều giấy, theo gió mát gửi xa. Vào giấc nồng, mời mộng cùng mỹ nhân, một thoáng đã qua năm. Vẫn sánh vai. Tình này không đổi, mặt trời lên mặt trăng lặn. Nhớ mãi không quên hình bóng người. Lòng hướng về nhau, bên nhau trọn đời. Xa xôi như nước, yêu hận triền miên. Chỉ mong lòng người thường trường địa cử. Núi xanh lờ mờ, bỗng dưng quay đầu. Ngày lành như hôm qua, nắm lấy tay người. Sớm tối bên nhau, nhung nhớ không phai. Tình này không đổi, mặt trời lên mặt trăng lặn. Nhớ mãi không quên hình bóng người. Lòng hướng về nhau, bên nhau trọn đời. Xa xôi như nước, yêu hận triền miên. Chỉ mong lòng người thường trường địa cử. Núi xanh lờ mờ, bỗng dưng quay đầu. Ngày lành như hôm qua, nắm lấy tay người. Sớm tối bên nhau, nhung nhớ không phai.